Kính chào, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay thứ Sáu ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt xung đột tại giải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn. Liên Hợp Quốc dự đoán thời điểm dân số thế giới đạt đỉnh trên 10 tỷ người. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 19 do đồng chí Trở Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa và xã Bình An, huyện Lâm Bình sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng dân tỉnh khóa 19. Sự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng dân tỉnh khóa 19, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại các xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa và xã Bình An, huyện Lâm Bình, đại biểu Quốc hội khóa 15 đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 và nghe đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, Quốc hội thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân cùng một số nội dung quan trọng khác. Về kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2024 và thông qua 32 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Cử tri các xã đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các vấn đề về xây dựng một số công trình hạ tầng trên địa bàn, sớm phân bổ vốn ngân sách để đầu tư xây dựng trường mầm non, trường trung học cơ sở để xã Yên Nguyên hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, sớm bàn giao tổng thể làng thanh niên lập nghiệp cho địa phương quản lý, sửa chữa, đầu tư hạ tầng cơ sở giao thông, trường học, công trình thủy lợi, phục vụ sản xuất, vấn đề vệ sinh môi trường. Trân trọng cảm ơn và khẳng định những kiến nghị của cử tri đều rất chính đáng, thiết thực. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trở Văn Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương theo thẩm quyền giải quyết triệt để những ý kiến cử tri nêu, đồng thời tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung, triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là các chương trình đề án, dự án đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ hai huyện ủy Chiêm Hóa và Lâm Bình, nhất là người đứng đầu, đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban đảng Trung ương của tỉnh ủy về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Những ý kiến khác sẽ được tổng hợp chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo 354 Trung ương do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh. Tuyên Quang có 138 xã phường thị trấn, trong đó có 121 đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Toàn tỉnh hiện có 90 vạn người, trong đó chiếm gần 58% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, các đề án, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo có những thay đổi rõ rệt, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả. Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân tộc, tôn giáo, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
đoàn khảo sát Ban chỉ đạo 354 đánh giá cao kết quả đạt được cũng như sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Đoàn ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những điều chỉnh trong chỉ đạo xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát huy hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới. Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự nghị có các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ban ngành, cơ quan đơn vị, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo quy định. Cấp ủy các cấp thực hiện giám sát chuyên đề đối với 114 tổ chức đảng và 160 đảng viên. Nội dung giám sát chủ yếu về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ và thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện một cuộc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với một tổ chức đảng và 51 đảng viên, trong đó có 31 cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 82 tổ chức đảng và 50 đảng viên. Qua giám sát đã yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Kim Dung đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện hoàn thành có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2024, xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2025, xây dựng kế hoạch thực hiện thông báo kết luận sau kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Các cơ quan đơn vị có quy chế phối hợp với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nâng cao trách nhiệm, đảm bảo công tác phối hợp thực chất, nghiêm túc, trách nhiệm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra giám sát, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm. Ủy ban kiểm tra các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhất là các nội dung liên quan đến quy trình nhân sự. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Sáng nay, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Cử tri xã Tân Thịnh đã thẳng thắn bày tỏ nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương để nâng cấp cải tạo nhà văn hóa, hỗ trợ về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng đường lưới điện, các chế độ phụ cấp cho cán bộ thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri xã Tân Thịnh và giải đáp làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ những giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2, phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2024 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trần Lưu Quang dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2024 về cơ bản được đảm bảo. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông được kéo giảm hơn 10,6% về số người chết, ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và giảm trên 65%, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Tại Tuyên Quang, các cơ quan Ban An toàn giao thông tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên đánh giá tình hình, kịp thời có các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, quản lý tốt phương tiện, cơ sở hạ tầng giao thông, quan tâm và quyết liệt hơn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đối với các lực lượng chức năng tích cực kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông với tinh thần và quan điểm không có ngoại lệ, vùng cấm, đặc biệt là công tác phối kết hợp giữa các ngành, đơn vị để cùng góp phần nâng cao ý thức của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sáng nay 12 tháng 7 tại xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời dành nhiều thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Cử tri xã Phúc Sơn kiến nghị các cấp các ngành xem xét hỗ trợ xây dựng kè đá bờ suối khu vực Nà Búng, tiếp tục hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn để nâng cấp sửa chữa các tuyến kênh mương, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch trên địa bàn xã. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị huyện và lãnh đạo địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả điều hành, thực hiện các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đặc biệt là các dự án công trình nguồn vốn mục tiêu quốc gia, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, du lịch cộng đồng, làm tốt công tác bảo vệ rừng và phát triển kinh tế rừng. Lãnh đạo địa phương tăng cường bám sát cơ sở, tập trung giải quyết cụ thể những đề xuất kiến nghị của cử tri. Những kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được tiếp thu để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chiều nay, đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024. Những tháng đầu năm, ngành y tế tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, hoạt động y tế dự phòng, dân số đạt và vượt kế hoạch. Tổng số người dân được khám chữa bệnh là gần 620.000 lượt người, công suất giường bệnh tại tuyến tỉnh đạt trên 108%, trung tâm y tế huyện là 107%. Công tác tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt gần 40%. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai đã giảm tải cho tuyến trên, phục vụ tốt nhu cầu của người bệnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị trong thời gian tới, ngành y tế cần thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo với các bệnh viện tuyến trung ương trong thực hiện nhiều kỹ thuật mới. Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện đề án nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đảm bảo cung ứng đủ về số lượng, chất lượng, thuốc, vật tư y tế, hóa chất, vaccine, sinh phẩm để phục vụ tốt cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chuyển sang các thông tin khác. Vụ mùa này toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy hơn 24.300 ha để đạt mục tiêu hoàn thành việc gieo cấy vào ngày 20 tháng 7. Hiện nay bà con nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy trong khung thời vụ. Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, sản xuất vụ mùa thường phải chịu tác động của thời tiết bất thường và tình hình của dịch bệnh. Nguy cơ bùng phát gây hại mạnh nên việc đảm bảo ổn định thời vụ là một trong những yếu tố quan trọng. Việc gieo cấy lúa mùa chậm thời vụ không chỉ kéo tụt giảm năng suất lúa mùa mà còn ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông. Vì vậy hiện nay, các địa phương và bà con nông dân trong tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện nốt việc sản xuất theo đúng lịch thời vụ. Đến hiện nay thì là cũng đã làm đất xong, nhân dân thì cũng đã gieo mạ xong rồi thì tổ chức cấy. Và dự kiến là sẽ cấy trước xong trước ngày 20 tháng 7. Ngành nông nghiệp đã chủ động hướng dẫn nhân dân thực hiện phân chia, sử dụng nước hợp lý, rà soát các khu vực có nguy cơ cao thiếu nước sản xuất, chủ động các biện pháp ứng phó, tránh lãng phí nguồn nước từ các hồ chứa, công trình thủy lợi trên địa bàn. Cùng với đó, Ban Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi ở các địa phương đang tích cực điều tiết nước về các cánh đồng để người nông dân làm đất, gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu hoàn thành khung thời vụ gieo cấy vào 20 tháng 7 tới đây. Về thủy lợi thì thuận tiện, lúc làm mạ thì dân cũng đầy đủ nước để làm, mà xong thời gian làm mạ xong thì thay đảo thì cũng đầy đủ nước cho dân làm, thì dân bây giờ thì cũng bắt đầu quay vào là cấy. Vụ mùa này toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy hơn 24.300 ha lúa các loại, đến nay đã thực hiện gieo cấy đạt gần 23.000 ha, bằng 93% kế hoạch. Thời gian qua, bà con nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế.
Để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, với diện tích đã gieo cấy xong, người dân thường xuyên ra thăm đồng, thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa. Khâu cơ giới hóa thì đã được nhân dân áp dụng triệt để từ khâu làm đất, rồi thậm chí là đến khâu phun thuốc phòng trừ sâu bệnh và khâu thu hoạch. Và chúng tôi đã đưa cơ giới hóa gần như là 100%, cho nên bà con nhân dân cơ bản là nắm rõ được các cái quy trình sản xuất và thực hiện trên đồng ruộng đạt cái hiệu quả rất là cao. Với sự tích cực của cán bộ chuyên môn, chủ động của người dân sẽ góp phần cho vụ mùa năm nay đạt cả về sản lượng và năng suất theo kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, sự tác động từ bao trùm các tiêu chí về kinh tế, văn hóa, xã hội, cơ sở hạ tầng nông thôn của chương trình này đã và đang mang lại nhiều đổi thay cho các địa phương, đặc biệt là địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ghi nhận tại xã Tân An, huyện Chiêm Hóa. Về đích nông thôn mới năm 2021, đổi thay dễ nhận thấy nhất là cơ sở giáo dục được đầu tư đồng bộ, tạo động lực nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Hạng mục nhà 2 tầng gồm khu hiệu bộ và phòng mỹ thuật của trường mầm non Tân An hoàn thành đã giúp nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Với trên 85% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ, tạo điều kiện cho cô và trò nhà trường thỏa sức sáng tạo, khai thác hiệu quả các thiết bị giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đầu tư về cơ sở vật chất thì trước tiên là đã tạo cho nhà trường một cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp và an toàn thân thiện cho các con. Và với cơ sở vật chất này thì nhà trường đảm bảo môi trường nhà trường xây dựng theo hướng lấy trẻ làm trung tâm. Trên chặng đường xây dựng nông thôn mới, xã Tân An xác định lấy người dân làm trung tâm là chủ thể của cả quá trình. Công tác dân vận được coi là yếu tố quan trọng. Để phát triển kinh tế nông thôn, trách nhiệm và sự đồng hành của các đoàn, hội với người dân đã tạo sự gắn kết, từ đó thúc đẩy các phong trào hoạt động để hoàn thành, giữ vững và nâng cao các tiêu chí. Đến nay, 100% trường học đạt chuẩn, 85% thôn bản đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng một người trên năm. Hệ thống điện kéo dài khắp các thôn bản, 100% các thôn đều được tô điểm bằng những tuyến đường hoa, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp. Triển khai cho chị em thực hiện các cái nội dung như ví dụ như là thực hiện tốt cuộc vận động 503 sạch, thực hiện trồng chăm sóc các cái tuyến đường hoa ở tại 11 thôn bản, kết hợp với chăm sóc đường hoa là sẽ thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở. Hàng năm thì ủy ban xã xây dựng kế hoạch để mà duy trì và giữ các tiêu chí, đã giao cho các thôn rồi là phối hợp với các tổ chức chính trị để mà tham gia xây dựng nông thôn mới, các cái tiêu chí mà người dân tự làm, tuyên truyền vận động người dân thực hiện như là tất cả các cái tiêu chí về phát triển kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận để huy động sự vào cuộc của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy các mô hình trang trại, gia trại, nỗ lực giảm nghèo đa chiều, đảm bảo an ninh trật tự là những nhiệm vụ được xã Tân An thực hiện trong thời gian tới để chương trình này thực sự mang lại sức sống và diện mạo mới cho vùng quê nơi đây. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung mọi nguồn lực tăng tốc sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNEID theo quy định của Nghị định 70. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 tại Thanh Hóa hôm nay 12 tháng 7, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức hội thảo nghiệp vụ với chủ đề Chuyển đổi số phát thanh, thực tiễn quốc tế và Việt Nam. Dự hội thảo có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 16, các chuyên gia quốc tế về lĩnh vực truyền thông số và đông đảo đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước. Tại hội thảo, hơn 300 đại biểu là cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các đài phát thanh truyền hình địa phương, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí tại các khu vực trên cả nước đã được chuyên gia quốc tế truyền đạt những kinh nghiệm, bài học về chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, kinh nghiệm về xây dựng nguồn dữ liệu lớn, ứng dụng công nghệ trí tuệ thông minh, nhân tạo và thay đổi phương thức quản lý, quản trị cơ quan báo chí theo hướng tòa soạn hội tụ. Bên cạnh các nội dung liên quan đến quản trị, sáng tạo nội dung số, xây dựng tác phẩm báo chí đa nền tảng, hội thảo cũng tập trung giới thiệu những giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực truyền thông như hệ thống lưu trữ số, các nền tảng phân phối, quản lý nội dung số, đảm bảo an toàn thông tin và bảo vệ bản quyền trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ đầu tháng 7 này, việc điều chỉnh tiền lương diễn ra ở cả khu vực nhà nước và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đi cùng việc tăng lương là tâm lý lo ngại tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Vì thế rất cần có sự quản lý, kiểm soát từ cơ quan chức năng để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng 6% từ đầu tháng 7. Rất nhiều công nhân như chị Thơm vô cùng phấn khởi. Hiện tại thì giá cả tất cả các thứ đều tăng ấy, nên là công nhân cũng mong muốn là được lương cao hơn, rồi là giờ làm mẫu được nhiều hơn để có nhiều thu nhập hơn ạ. Từ tháng 7, lương cơ sở khu vực công cũng tăng thêm 30%, mức tăng cao nhất trong lịch sử. Ước tính có 2,78 triệu cán bộ, công chức viên chức khu vực công được hưởng lợi. Song mong muốn của nhiều người lao động là các cơ quan chức năng cần có giải pháp ổn định thị trường và bình ổn hàng hóa sau khi điều chỉnh tiền lương. Khi mà lương tăng thì giá cả hàng hóa cũng tăng theo. Vì vậy mà tôi cũng mong muốn là nhà nước sẽ có những cái chính sách và những cái biện pháp phù hợp để quản lý giá hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lần này chính phủ đã chuẩn bị rất kỹ các kịch bản để ứng phó với tình trạng tăng lương, tăng giá. Cùng với điều chỉnh tăng lương, chính phủ đã thực hiện đồng bộ các chính sách tài khóa như giảm thuế giá trị gia tăng, miễn giảm nhiều loại thuế phí, cũng như bám sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, linh hoạt. Cái việc tăng lương lần này nó là một cái mức tăng cao nhất, nhưng cái mức độ ảnh hưởng đến cái mặt bằng giá cả nó không lớn. Đặc biệt là khi mà Quốc hội, Chính phủ đã quyết định giảm 2% thuế VAT cùng với giảm 36 cái loại phí, lệ phí, rồi giảm cái tiền thuê đất, vân vân, thì cái mặt bằng giá cả theo tính toán của chúng tôi nó có thể giảm khoảng 1,7%. Thống kê 6 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng bình quân 4,08%, thấp hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát được Quốc hội giao Chính phủ năm 2024 dưới 4,5%. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, áp lực tăng giá khi tăng lương sẽ giảm nhiều, mang lại niềm vui cho người lao động. Trở lại với các thông tin trong tỉnh. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đang tận dụng thời gian vàng trong quý 3 và những tháng cuối năm để tập trung mọi nguồn lực, tăng tốc sản xuất, tìm kiếm thị trường mới, nỗ lực hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Tại công ty này, những chiếc xe đang tấp nập vận chuyển hàng cho đối tác. Hết 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã giao chỉ tiêu sản xuất của quý 3 cho từng bộ phận để công nhân tiếp tục sản xuất, đảm bảo các đơn hàng giao không bị gián đoạn. Thời gian qua thì công ty chúng tôi cũng có một số cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên thì ban lãnh đạo công ty cũng tính toán để đủ việc làm, có thu nhập ổn định cho người lao động. Tôi và người lao động ở đây là rất hài lòng và yên tâm công tác. 6 tháng đầu năm, tuy phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực của doanh nghiệp cùng với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, hoạt động sản xuất của nhiều nhà máy vẫn duy trì ổn định, phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho gần 17.000 người, đạt gần 76% kế hoạch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Để thúc đẩy sản xuất, nhiều công ty đã phát động các phong trào thi đua, vận động người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp sức cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, không ngừng phát triển. Dự kiến xu hướng kinh doanh cho thấy, có gần 54% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên, hơn 33% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và chỉ có hơn 13% số doanh nghiệp dự báo tiếp tục khó khăn hơn. Cùng với cái xu hướng phát triển về công nghệ, đã đầu tư thay đổi những công nghệ mới, thiết bị, những thiết bị đỡ tốn kém điện hơn để giảm chi phí cho giá thành sản xuất, cũng như là áp dụng cái khoa học công nghệ, đưa những cái vật liệu mới vào thay thế vật liệu cũ để giảm đi cái tác hại của môi trường, cũng như là giảm giá thành sản xuất, nhưng đồng thời cũng nâng được cái chất lượng sản phẩm. Với những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của tỉnh và các địa phương, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sẽ khả quan trong những tháng cuối năm. Để sớm bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm, huyện Yên Sơn đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Tại xã Nhữ Khê, công tác thông tin tuyên truyền giải thích về vai trò, ý nghĩa của các dự án trên địa bàn xã được đẩy mạnh. Xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách đến từng hộ tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhân dân. Trên địa bàn xã hiện có công trình xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến quốc lộ 2D kết nối đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ và dự án xây dựng chợ trung tâm xã. Đến nay, 100% các hộ trong diện giải phóng mặt bằng đã đồng thuận tháo dỡ nhà bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Đến nay thì công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã thì đặc biệt liên quan đến tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang thì chúng tôi cũng đã thông qua các phương án bồi thường và đang chi trả tiền cho nhân dân. Người dân đang từng bước nhận các cái khoản bồi thường. Dự án cầu Xuân Vân vượt sông Gâm đi qua địa bàn xã Phúc Ninh và xã Xuân Vân có tổng diện tích thu hồi trên 9 ha, hơn 150 hộ gia đình và 2 tổ chức trong diện bị ảnh hưởng. Tổng số hộ phải di chuyển nhà ở và bố trí tái định cư là 18 hộ. Hiện 100% các hộ đã nhận tiền bồi thường, khẩn trương tháo dỡ, di chuyển nhà ở để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án. Quá trình triển khai công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, xã đã triển khai các bước theo quy định của nhà nước và qua quá trình triển khai thực hiện đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Hiện nay 6 công trình trọng điểm đang thực hiện trên địa bàn huyện Yên Sơn có tổng diện tích trên 255 ha đất thu hồi của gần 1.440 tổ chức và cá nhân. Huyện Yên Sơn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, theo sát, đôn đốc các đơn vị địa phương thực hiện các thủ tục đền bù, bố trí tái định cư cho các hộ dân nhanh chóng, đúng quy định. Tập trung kịp thời tháo gỡ các dự án còn vướng mắc trên nguyên tắc đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và tối đa lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo việc cung cấp nước cho người dân, nhất là trong thời điểm mùa hè khi nhu cầu sử dụng nước tăng cao. Tại tổ dân phố 3, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, nhiều người dân cảm thấy hài lòng với chất lượng nước Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang cung cấp cho nhân dân. Sử dụng nước trong sinh hoạt hàng ngày, những người dân như ông Thanh đều thấy chất lượng nước đã tốt hơn so với vài năm trước đây. Nguồn nước là rất mạnh. Đấy, trong nước thì không có cấn vôi, cấn đá. Và lượng nước thì sau khi mà được các cơ quan chức năng kiểm tra, xét nghiệm thường xuyên thì chất lượng nước rất là đảm bảo. Bà con dùng rất hài lòng. Tại thành phố Tuyên Quang, hiện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang phục vụ gần 32.000 khách hàng. Theo đơn vị, vào mùa hè, lượng nước sử dụng của người dân trên địa bàn thành phố tăng hơn. Để đảm bảo cung cấp nước liên tục, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, cải tạo hệ thống máy móc, đường ống, nâng cấp và lắp đặt mới các hệ thống đường ống truyền tải dẫn nước để nâng cao năng lực cấp nước và chạy với công suất tối đa để phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã đầu tư xây dựng, lắp đặt các thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý nước, đảm bảo chất lượng nước đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế. Chú trọng khắc phục nhanh chóng các sự cố, không để xảy ra tình trạng ngừng cấp nước. Công ty thường là bảo dưỡng các giếng khoan, trạm bơm và thau rửa đường ống, cải tạo thay thế những đường ống nhỏ và không đủ nước cấp cho dân, cũng như là tăng cường công tác kiểm tra thay thế những tuyến ống cũ để đảm bảo là vừa cấp nước liên tục, thường xuyên liên tục và chống được cả thất thoát trong công tác cấp nước. Sản lượng nước máy tiêu thụ bình quân 6 tháng đầu năm 2024 của công ty đạt gần 660.000 mét khối trên tháng. Tỷ lệ cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đạt khoảng 98%. Qua đó giúp người dân có được nguồn nước sạch sử dụng đảm bảo an toàn, chất lượng, phục vụ cuộc sống và nâng cao sức khỏe. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas đã được khởi động trở lại, hôm qua 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đã đến lúc chấm dứt xung đột, đồng thời kêu gọi các bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đang đạt tiến triển. Ông nhấn mạnh, khuôn khổ ngừng bắn ở Gaza đã được cả Israel và lực lượng Hamas nhất trí, nhưng vẫn còn nhiều bất đồng đòi hỏi sự nỗ lực của cả hai bên. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới về lệnh ngừng bắn ở giải Gaza đang được nối lại tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán lần này được dự báo gặp không ít khó khăn do khoảng cách lớn về quan điểm giữa Israel và Hamas. Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc vừa công bố cho biết dân số thế giới sẽ đạt đỉnh vào giữa những năm 2080 ở mức hơn 10 tỷ người. Một thập kỷ trước, Liên Hợp Quốc nhận định có 30% khả năng tăng dân số sẽ kết thúc trong thế kỷ này, nhưng hiện tại con số này đã tăng lên 80%. Theo Liên Hợp Quốc, tăng dân số ở một vài quốc gia đông dân nhất thế giới như Ấn Độ, Indonesia và Nigeria sẽ giúp tổng dân số thế giới tăng thêm 2,1 tỷ người trong 6 thập niên tới. Tại buổi họp báo về báo cáo triển vọng dân số thế giới năm 2024, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về phát triển kinh tế cho biết, dữ liệu mới cho thấy dân số thế giới vào năm 2100 sẽ thấp hơn 6% hoặc ít hơn 700 triệu người so với các tính toán được thực hiện một thập kỷ trước. Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đang đe dọa các thiên đường du lịch của Hy Lạp khi quốc gia này đang phải hứng chịu đợt hạn hán kéo dài với lượng mưa ít, thậm chí không có mưa trong nhiều tháng.
Hơn nữa, biến đổi khí hậu cũng khiến cho nhiệt độ cao hơn và dẫn tới nguy cơ cháy rừng. Tại đảo Naxos, Hy Lạp, hồ chứa nước lớn nhất đã cạn kiệt. Ở hạ lưu, nước biển đã thấm vào các giếng tưới tiêu đang trống rỗng, gây hại cho vụ khoai tây quý giá của hòn đảo. Naxos, một hòn đảo miền núi với 20.000 dân, là một trong những nơi nổi tiếng nhất và cũng khô hạn nhất của biển Aegean, Hy Lạp. Nơi đây đón hàng chục nghìn khách du lịch mỗi ngày trong suốt mùa hè. Hai hồ chứa nước của hòn đảo hiện chỉ còn 220.000 mét khối nước có thể sử dụng, bằng 1/3 lượng dự trữ năm ngoái. Nhà chức trách ở đây đã triển khai các thiết bị khử muối di động để giải quyết nhu cầu nước uống trước mắt của người dân và khách du lịch. Tuy nhiên, nghề nông nghiệp vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi họ tiếp tục phụ thuộc vào nước mặn từ các giếng bị ô nhiễm. Hiện nay, người dân có thể đăng ký lịch cấp thẻ căn cước mới trên ứng dụng VNID theo quy định của Nghị định 70. Người dân lựa chọn thủ tục kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục. Hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Sau đó, người dân đến cơ quan cấp thẻ căn cước theo thời gian mà mình đã đăng ký hẹn lịch để thực hiện các quy trình thủ tục cấp thẻ căn cước. Trường hợp người dân không đến, hệ thống sẽ tự động hủy lịch hẹn. Nếu người dân tiếp tục có nhu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thì đăng ký hẹn lại. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.